Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là kính lúp BIT 19625X các bạn ha, của hàng BIT của Nhật Bản và được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên các bạn ha. Với cầm tay 15X BIT 19625 có những đặc tính vượt trội so với 1983 loại 10X các bạn ha. Chất lượng hàng rõ nét đem đến trải nghiệm khi sử dụng tuyệt vời, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm và mang theo liên lạc bên người các bạn ha. Với độ phóng đại 15X, tiêu cự 21.8mm, còn chiều nhìn 19mm, có lượng khoảng 19g các bạn ha. Thấu kính nội tụ, hệ quang sáng, mịn chống mỏi mắt và có độ bền cao sau nhiều năm sử dụng các bạn. Điều chỉnh khẩu độ rõ nét, hội tụ đơn giản, đếm đến chất lượng hàng tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng các bạn ha, được cung cấp bởi Khang Kiên. Và các nhu cầu mua sản phẩm là hệ website maydothinghiem.com.vn hoặc khangkien.com.vn qua hotline 0902 959 547 hoặc 0936 60757. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video kế tiếp.